Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thánh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các án IDO, các sản Netroporty, các án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những giờ mới nhất mình thường xuyên chia sẻ với nhé. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dẫn cha cha. Thăm tâm tâm án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn ấn nút start để chat robot, tiếp theo gọi hoàn thành phần captcha. Một bot này hơi chậm một tí nha anh em sẽ chờ đợi phản hồi của nó sau khoảng 5 đến 10 phút Có khi là chắc cũng đến khoảng 5 phút đấy Ok Đấy các bạn thấy là bot rất là chậm Có 5.000 người may mắn sẽ nhận được token trong dự án này nhé Mỗi người dùng may mắn sẽ nhận được 5 đô giá trị token cha cha Vô giải thưởng của dự án là 25.000 đô cha cha và 500 USDT cộng với 1.000 NFT VIP Rifty VIP thì sẽ dành cho top 1000 anh em ạ. Còn top 50 thì sẽ nhận được 10 USDT. Chúng ta sẽ lần lượt so với group Telegram channel như vụ đầu tiên. Follow Twitter. Follow kênh YouTube. Đăng ký kênh. Join kênh Telegram channel mở tiếp cái tester của Insight Stepback mở tiếp cái YouTube đây rồi chúng ta ăn vào đi tên này chọn đơn. bây giờ các bạn sẽ tiến hành follow tester của cha cha dàn cha cha này với tít để pin tít này mở profile bên này insight pack chúng ta tìm đến dự án này chúng ta like với tít pin tít Ok chúng ta nhớ follow những kênh Twitter Bây giờ các bạn sẽ copy phần profile của Twitter Các bạn paste phần profile Twitter phía dưới đây Đây có thể coi là lao mới của dán này Chúng ta ấn vào phần avatar và kênh của bạn ở trên Trên kênh YouTube chúng ta Paste phần link YouTube phía dưới đây Chọn đôn Chọn yết và địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên chất wallet rồi Metamask chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó quay trở lại gọi PayPal. Cuối cùng các bạn sẽ có link dev và bạn có thể link dev cho toàn về thân dev cho chúng ta. Ok vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về chương trình irop đến với dự án uh, Cha Cha. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.